Hello, Hoàng Dũng 091 xin chào đến tất cả mọi người cùng các anh em chiến hữu nha. Thì hôm nay lại mình tiếp tục đến với cái mẫu logo mới nha mọi người. Đó, cái mẫu logo như trên màn hình mọi người đang xem đó nha mọi người. Rồi, và bây giờ không cần nói nhiều nữa, cùng nhau cầm chiếc điện thoại lên để tranh thủ thời gian mà chúng ta cùng nhau chia sẻ nha mọi người. Rồi, ok. Và ok, đây là cái giao diện làm việc khá quen thuộc của mọi người đúng không? Rồi, ta vào dấu cộng này nha mọi người. Và bộ sưu tập. Thì ở đây mình có một tấm lưới. Đó, tấm lưới như vậy nha. Thì cái tấm lưới này mình mang từ Campuchia về nha mọi người. Chứ ở Việt Nam là mọi người kiếm không có đâu nha. Thì nếu ai thích cái tấm lưới này thì liên hệ Zalo với mình. Nhưng mà mình hướng dẫn cho đi sang Campuchia mang về rồi sử dụng nó nha mọi người. Ở Campuchia thì nó bán đại. Ở Việt Nam thì kiếm hơi bị hiếm nha. Rồi, ta lít vào đây. Trên này nè, ta chọn 16.9 nè. Ok. Đó, nó như vậy. Ta dùng đến tính năng này nha. Đây, tính năng này. Kéo nó ra. 100% ok đó. Rồi, ta lít vào đây, khóa nó lại xong. Tiếp đến ta vào dấu cộng nè, vào bộ sưu tập nè. Ở đây ta có một ảnh như vậy nha. Rồi, ta cũng chọn 16.9 luôn. Ok. Kéo ra. Rồi, hai cái. Lít vào layer. Khóa nó lại luôn. Xong. Rồi, và sau khi khóa hai cái hình này lại, ha, đơn giản. Ta lại vào tiếp dấu cộng, vào bộ sưu tập tiếp luôn. Ở đây mình có cái hình này nha mọi người, đó. Cái hình con hổ như vậy nè, ta cho nó nhỏ lại cái gì, đó, ta cho nó sát vào. Đây, đó cái hình đầu con hổ đó nha, click vào. Nó lớn lắm, ta cho nó nhỏ lại nha. Đó, bỏ lưới xuống, à, con như vậy là vừa nha. Đó mọi người thấy chưa, đó, nó đứng ở chính giữa rồi thấy chưa. Đó, đứng ở chính giữa ngon lành nha. Đó, ha. Cái làn nét dưới là đứng dưới giữa ngon lành rồi. Khỏi cần chỉnh nữa, đã chuẩn là khỏi cần chỉnh. Tích nó lại luôn. Bỏ lưới lên ok. Rồi, thì bây giờ chẳng hạn như ta muốn cái đầu con hổ này nó muốn lớn nữa thì lớn, muốn nhỏ thì nhỏ, thì nhưng mà ở đây theo mình thì mình thấy cũng chuẩn rồi nha. Rồi tiếp đến nè. Ta lại vào dấu cộng, ta viết chữ cho nó thì ở đây mọi người muốn viết cái gì đã viết, ví dụ mình viết tên mình ha. Rồi sau khi viết xong dòng chữ, xong, ok nó luôn. Đưa nó xuống đây. À, đưa nó xuống đây. Rồi bây giờ nè. Ta đổi phông chữ cho nó. Rất đơn giản. Cái này rất dễ làm nha mọi người. Ta vào đây. Rồi mọi người muốn thay đổi một phông chữ nào. Bất kỳ ha. Đó, muốn thay đổi một phông chữ nào bất kỳ. Ví dụ như đây. Đó. Muốn thay đổi phông chữ nào tùy theo mọi người nha. Cảm thấy phông chữ nào đẹp ta cứ chọn. Đó. Ok chưa. Rồi ta đặt nó vào đây. Ví dụ ha. Muốn phông chữ nào cũng được. Rồi tạm thời ta để nó đi. Ta tìm lên tính năng này nè, ta bật nó lên. Đó, ta kéo cái đường nét này nè, đường nét màu đen này nha. Cho nó lên khoảng chừng 50 đi ha. Cỡ 50 thôi. 50 nó nhiều quá thì ta giảm bớt lại, còn chừng 40 cũng được. Ta kéo cái đường nét nó lên một tí xíu. Ok nó. Đường nét tùy theo mọi người muốn kéo bao nhiêu là kéo nha. Kéo xong ok nó. Rồi ta tìm đến tính năng này. Cần nó ở giữa. Đó, bây giờ thì nó đã đứng ở giữa nè, thả lưới xuống thấy đứng ở giữa chưa, đó. Thì sau khi nó đứng ở giữa tiếp rồi, ta để đến đó, ta khóa nó lại. Rồi bây giờ chẳng hạn dòng dưới này nè, ta copy nó đi, ha. Ta copy, rồi ta sửa văn bản của cái dòng này, chẳng hạn ví dụ như ta sửa số điện thoại của ta. Ta vào edit nè, rồi sau khi sửa số điện thoại xong, xong, ok. Đó, tiếp đến là bây giờ. Ta có thêm một cái dòng số điện thoại này nữa nằm dưới này. Đó, ok chưa? Đó. Thì bây giờ mọi người thấy cái dòng số điện thoại này nó khít quá. Nếu nó còn nó khít quá. Đó. Ta vào tính năng đây. Ta cho nó ra một tí xíu. Đó. Đó, thấy chưa? Rồi, ta cũng cân nó vào giữa. Đó, cân nó vào giữa. Xong, ok đó. Rồi ta làm lại, à, ta sửa lại cái chỉnh, sửa cái chữ ở trên nè. Rồi cái dòng chữ trên nè, ta cũng vào đây, ta sửa nó lại một tí xíu đi nha. Đó, cho nó giãn ra tí xíu, cho nó đẹp nha. Rồi ok. Ta đưa nó lên, ta dùng cái tính năng này nè. Nó đứng sát lắm, ta dùng tính năng này, ta đưa nó lên tí xíu. Đó. Đó, ha. Nói chung là ta cân chỉnh làm sao cho nó hợp lý, nó đẹp là ok nha. Đó, cân chỉnh cho nó hợp lý, ha. Rồi ok. Bây giờ ta có hai cái dòng chữ vậy nữa ha. Ta lít vào đây. Ta tích hai cái dòng chữ này lại.
À, xin lỗi nha, xin lỗi chỗ này nha. Thì cái dòng chữ số điện thoại đó ta lít vào đây để ta thay đổi màu trước cho nó. Đây thì ở đây mọi người muốn chọn màu gì chọn này đó, muốn chọn màu gì chọn nha. Ở đây nó rất màu được đó, thì ta theo thông số, ta muốn đổi màu theo thông số của ta cũng được. Bây giờ mình chọn cái màu này ví dụ, rồi ok nó nha. Rồi tiếp đến ta vào cái dòng chữ tên của mình này đó, ta cũng thay đổi màu cho nó. Ở đây mình có một cái màu bạc như vậy, đây màu bạc đây, ta lít vào thay đổi màu cho nó luôn, bật cái này lên rồi ok để đứng đó. Rồi bây giờ nè, ta tích hai cái chữ này thành một nè đó, rồi tích luôn cả cái đầu con sư tử nha đó, rồi tích luôn cả cái hình màu vàng luôn nha, cái lưới ở dưới là không có tích nha. Rồi ta tích hết tất cả cái này lại nha, bốn cái tích lại ok. À, sau khi ta tích xong thì nó ở đây nha. Ta lại tìm đến tính năng đây, Arie Color đây nha. À, xin lỗi, đây bật nó lên, thì bật nó lên hiện giờ thì nó dày chưa có gì xảy ra hết. À, ta lít vào đây đó. Rồi ta chọn cho nó màu đen ok nó đó. Thì bây giờ cái của ta nó mới chỉ xóa về thôi, ta kéo cái này ra, kéo ra để cho nó xóa ở dưới luôn nha. Đó, đó nó xóa cái màu đen ở dưới luôn, ta kéo này ra cho nó xóa màu đen ở dưới luôn. Đó, nó xóa sạch, sau khi nó xóa sạch màu đen ở dưới mọi người thấy chưa. Rồi ta đồng ý cho nó, rồi đơn giản ha. Tới đây là đã xong rồi, vào shadow nè, bật nó lên đó, canh chỉnh nó lại một tí xíu đó, thấy không nè. Thấy không đó, canh chỉnh này lên đó ha. Bây giờ ok chưa, bây giờ chữ 3D của ta bắt đầu lên nè, thấy không đó. Hạ này về bớt đó, tùy theo căn chỉnh cái này ha. Ok chưa, rồi xong cái shadow đây. Rồi ta vào inbox là ta bật nó lên, cái đèn này nè sáng không là do cái đèn này nè ha. Đó cái đèn này ta cứ soi ta cảm thấy cái ưng ý của ta là vừa ha. Rồi đó mấy cái thanh này đó, tùy theo cái thanh này ta căn chỉnh cho nó ha. Đó, tùy theo cần mấy cái thanh này ta căn chỉnh cho nó đẹp hay không, là tụi vô mọi người căn chỉnh mấy cái thanh này cho nó nha. Và ok, sau khi căn chỉnh rồi thì ta được một cái hình như vậy. Ok chưa mọi người? Đó, quá xịn sò chưa? Đó, rồi, video chia sẻ của mình đến đây cũng đã kết thúc. Chúc mọi người thành công và cố gắng giữ gìn sức khỏe nha. Có cái việc sale lại thì quá đơn giản cho mọi người rồi, đúng chưa? Ok, rồi ví dụ chẳng hạn như mọi người muốn cắt cho nó hình tròn, muốn làm cho hình tròn thì ví dụ chẳng hạn, ví dụ ở đây nè. Đó, đây, ta có một cái vòng. Đây, mình mới vừa lụm cái vòng của Nata nha mọi người. Đây, vòng của Nata mới vừa lụm. Đây, đây cái vòng này, ví dụ để ta vào, ta cho nó, ta gắn nó vào thôi là thành cái logo ta hình tròn. Mọi người muốn bây giờ tới đây, mọi người muốn làm hình gì đó, có thể là ví dụ ta xe cái này lại, ta cho nó nhỏ lại, ta nhét nó vào trong cái hình tròn này này đó. Tại ở đây đó, ở đây ta là mình làm cái màn hình lớn ha. Đó, ví dụ ha, ví dụ cho mọi người xéo này lại, mọi người cho cái hình tròn nhỏ là nằm trong đây là ok thôi. Nói chung là công việc đến đây là mình khỏi còn phải nói nữa ha. Ví dụ mọi người muốn cho nó thành hình tròn ở đây, đây ở đây đó, ta làm sẵn hình tròn, và việc mà chia sẻ với làm cái hình tròn này thì quá ok rồi, mình đã chia sẻ nhiều với mọi người rồi nha. Đó thì tại vì ở đây bây giờ cái hình này ta đang làm hình lớn ha. Ta có nghĩa ví dụ như ta xéo cái này lại là ta cắt nhỏ lại, ta nằm lọt đây.